Chỉ còn ít ngày nữa vòng chung kết U17 World Cup 2023 sẽ khởi tranh tại Indonesia. Đến thời điểm này, 4 sân vận động chính của giải đấu đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước ngày bóng lăn. Tại sân vận động Sisalak Harupat tại thành phố Bandung, ban tổ chức đang tiến hành lắp đặt các banner và khẩu hiệu của giải đấu lên phía trên khán đài. Trước đó, toàn bộ khán đài đã được vệ sinh sạch sẽ. Trong khi đó, mặt cỏ vẫn đang được chăm sóc kỹ càng. Bao quanh phía ngoài sân cỏ, đường pitch của sân đang được che đi bằng lớp cỏ nhân tạo. Tại sân vận động Manahan ở Solo, công việc chuẩn bị cũng đang diễn ra tương tự. Cỏ nhân tạo đang được phủ lên đường pitch của sân, banner và khẩu hiệu của giải đấu đã được lắp đặt trên khán đài. Mặt cỏ tiếp tục được chăm sóc kỹ càng. Manahan là sân vận động nhỏ nhất tại U17 World Cup 2023, nhưng sẽ là địa điểm diễn ra trận chung kết của giải đấu. Sân bóng lớn nhất của giải đấu sắp tới là sân vận động quốc tế Jakarta. Do mặt cỏ lai mới được lắp đặt, nên ban quản lý sân đang chạy đua với thời gian để mặt sân JIS sớm đạt chất lượng tốt nhất. Phía trong sân, biểu ngữ và bộ nhận diện giải đấu đã xuất hiện ở khắp nơi. Trong khi trên khán đài, các banner đã bắt đầu được lắp đặt. Trong khi đó, với tổ hợp sân tập phía ngoài JIS, mặt cỏ được chăm sóc rất tốt, hiện đã sẵn sàng cho các đội tuyển tới đây để tập luyện. Gelora Bung Tomo là nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc của giải đấu vào ngày 10 tháng 11 tới. Hiện tại, ban quản lý sân đã bắt đầu phủ lớp cỏ nhân tạo lên đường pitch, đồng thời lắp đặt các banner của giải đấu từ trong ra ngoài theo yêu cầu của FIFA. Đội tuyển U17 Indonesia sẽ thi đấu cả 3 trận vòng bảng trên sân vận động này.